Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Cảnh giác với tình trạng xào nấu thông tin lừa đảo kêu gọi từ thiện. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh, bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi quyên góp. Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một số đối tượng tạo lập các tài khoản mạng xã hội, đăng bài trên các nhóm diễn đàn mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Theo nguồn tin từ báo Quảng Ngãi, các đối tượng sau khi nhận tiền đã không bàn giao tiền từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân, hoặc là họ chỉ chuyển một phần rất nhỏ để tạo hình ảnh nhằm tiếp tục kêu gọi từ thiện. Bài viết được các đối tượng cắt chép để đăng tải trong các nhóm Facebook, Vòng tay phong thủy, kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp cháu NTA đã mất. Cụ thể, vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh của anh Nguyễn Thiên, 27 tuổi và con ruột là cháu NTA ở phường Phổ Ninh. Cháu NTA bị mắc chứng suy giảm miễn dịch, di truyền hiếm gặp, đồng thời bị viêm da tiết bã bội nhiễm nặng. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên cháu NTA đã mất vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Từ đó, gia đình anh NTA đã gửi lời cảm ơn và thông báo không nhận bất cứ khoản tiền nào ủng hộ chữa bệnh cho cháu NTA nữa. Hiện tại, Công an phường Phổ Ninh đã tiến hành xác minh, làm rõ nội dung mà các đối tượng trên đưa lên mạng xã hội.